Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Rise Kingdom Việt Nam nha. Cốt truyện chinh phạt mới nhất ở trong tựa game Rise Kingdom của chúng ta hiện tại đã xuất hiện rồi. Mình thì cũng đăng ký cái map này luôn nha anh em. Đó là cái map Olin nha anh em. Hiện tại thì mình đang để ở đây là phiên bản tiếng Anh. Thì gần đây nhà phát hành cũng đã cung cấp cho chúng ta cái video về cái map KVK này rồi. Và video này mình sẽ cùng anh em phân tích qua những cái điểm thú vị về kỳ KVK này nha anh em. Đầu tiên thì cái map KVK mới Olin này thì các bạn sẽ có 6 trại nha. Lần lượt với cái tên tiếng Anh, mình không biết là cái trại này khi mà chúng ta có ở bản Gamuta thì có dịch sang tiếng Việt không. Thế đây chúng ta sẽ có 6 trại và ở đây thì sẽ không có bắt Ali từ trước giống như là map thần quyền phân tranh, mà các bạn sẽ bắt Ali kiểu thủ công nha, kiểu vào game sau đấy anh em tự thỏa thuận với nhau. Và mỗi trại này thì các bạn sẽ có tới hai khu vực zone 5 nha, tức là có tới hai cái đèo 4. Anh em có thể thấy khá là rõ ở cái phần sau của video. Map này chúng ta sẽ không có đại Ziggurat anh em, mà sẽ có một cái là kiểu như gọi là thành trì Olin. Thì đối với cái map KVK mới này ấy, khi mà anh em khởi đầu từ cái trại khởi đầu, các bạn sẽ có đèo 4 nha, và các bạn sẽ thể truy cập vào hai cái zone 4 ở hai nơi. Ở trên màn hình các bạn thấy ở phía trên này này, góc trên ở bên trái màn hình là một trại và góc dưới bên phải màn hình là một trại nhá. Như vậy ví dụ đây mà là hai trại đối địch nhau thì mở đèo 4 là các bạn sẽ đánh nhau luôn. Đó, và các bạn sẽ có tới hai cái đèo 4 của mỗi trại nhá, để anh em có thể vào những cái khu vực mà nó có thể là đánh nhau hoặc là có tính chiến thuật cho anh em. Đó. Và sau khi có đèo 4 rồi thì các bạn tiếp tục các bạn mở đèo 5 để tiếp cận vào thêm hai cái khu vực nữa ở phía trong game. Đây em có thể thấy này, đây là một cái đèo 5 và dưới này là một cái đèo 5. Còn đây là ở trên màn hình là hai cái zone 5. Đó. Đó hai cái zone này. Và sau khi vào đèo 5 rồi thì các bạn sẽ có những công trình như là Herion này và những cái thành lũy. Và quan trọng nhất đó là cái map này các bạn sẽ mở đèo 6 và sẽ có cái Olin ở giữa nha anh em. Đó, mình không biết là bản Việt Nam sẽ dịch ra là cái gì Olin nữa, mình sẽ tạm gọi là pháo đài Olin đi. Thì sau khi bạn mở đèo 6 là tất cả các kingdom sẽ có cơ hội vào chiếm cái pháo đài Olin này. Và cái pháo đài Olin này nếu như mình không nhầm thì nó sẽ thay cho cái đại Ziggurat của map này nhá. Đó, và ở cái map KVK này thì anh em sẽ có một cái sự thay đổi nữa, đó là các bạn sẽ không có quân man rợ, mà quân man rợ sẽ đổi thành đó là lính nước Anh nha các bạn. Đó, và pháo đài man rợ thì cũng sẽ đổi tên. Mình không biết là pháo đài man rợ này nếu mà đổi tên sang tiếng Việt thì người ta sẽ dịch là cái gì, nhưng ở trên màn hình các bạn thấy là nó ghi là mốt te nha anh em. Thì ở đây nó sẽ thay đổi là không lính man rợ nữa, tuy nhiên thì chỉ thay đổi về mặt hình thức thôi, chứ về bản chất thì nó vẫn là lính man rợ nha anh em. Và cuối cùng thì mình sẽ đến với một cái hệ thống có thể nói là cực kỳ đặc biệt của cái map này mà mình muốn nói rõ với anh em và tập trung nhiều hơn một chút. Đó là cái hệ thống các bạn có thể mang được tới 3 chiêu bổ trợ của những cái vị tướng ở trong cái map KVK Olin này nhá anh em. Ở đây trên màn hình thì mình có chụp lại cái mô tả của cái hệ thống chiêu Olin này để cho anh em xem rồi. Thứ nhất đó là mỗi chỉ huy các bạn có thể được chứa tới 3 trang bị kỹ năng bổ trợ từ 3 chỉ huy riêng biệt nhá. Tức là ví dụ mà anh em lấy chiêu 2 của Di Song Di rồi thì anh em không thể lấy chiêu 3 của Di Song Di tiếp, mà các bạn phải lấy 3 chiêu của 3 vị tướng riêng biệt. Và một cái điều đặc biệt đó là mỗi chỉ huy sẽ có 3 ô kỹ năng bổ trợ. Và các kỹ năng ấy mà trang bị với những cái ô này thì sẽ phụ thuộc vào cái việc chiêu đó là của ô nào nhá. Ví dụ các bạn trang bị ô kỹ năng vào ô thứ 2 thì nó phải là chiêu 2 của vị tướng khác. Vào cái ô thứ 3 thì nó phải là chiêu 3 của vị tướng khác. Và vào ô thứ 4 là phải là chiêu 4 của vị tướng khác nhá. Như vậy thì các bạn có thể mang được chiêu bổ trợ thứ 2, thứ 3, thứ 4 của tất cả những vị tướng mà đang có trong game. Tất cả nha anh em, đây là cái map này thì những cái người chơi mà có nhiều tướng ấy các bạn sẽ có lợi hơn. Còn những người chơi mà có ít tướng thì các bạn sẽ có rất là ít lợi thế. Bởi vì nếu mình không nhầm là tất cả những cái vị tướng vừa vào nó sẽ mở hết những kỹ năng bổ trợ. Chứ không như là map HA, tức là các bạn sẽ có cái nhiệm vụ thành lũy và mỗi map ấy nó sẽ có một skill khác nhau. Còn cái map Olin này là tất cả kỹ năng bạn có con tướng nào là các bạn đều sử dụng được hết để lắp vào những vị tướng chính nhá. Khi các bạn mang quân ra đồng ấy thì chỉ có duy nhất cái vị tướng chính là được tính 3 chiêu này phụ ấy thôi. Tức là mình sẽ ví dụ anh em có con Nepki Zhuangpe đi. Nepki các bạn mang 3 chiêu phụ đúng không? Và Zhuangpe các bạn mang 3 chiêu phụ. Thì khi các bạn mang ra đồng ấy thì chỉ có duy nhất con Nepki là được tính thôi. Còn 3 chiêu phụ của con Zhuangpe là sẽ không tính nhá. Tiếp nữa đó là không cử chỉ huy phụ, họ phải ngừng cung cấp kỹ năng của mình cho một chỉ huy khác để được cử đi. Có nghĩa là ví dụ anh em đang lấy chiêu 2 của Di Song Di để gắn vào con Nepki chẳng hạn, thì khi mà con Nepki ra đồng ấy thì con Di Song Di các bạn sẽ không thể sử dụng được nữa. Đó, đây tiếp tục là một cái việc mà đánh vào những cái người chơi mà có nhiều tướng. Tại vì ví dụ các bạn có ít tướng đi thì các bạn ghép skill mà các bạn ghép những skill ngon ấy thì những con tướng đấy các bạn cũng không mang ra được thì nó sẽ khá là yếu. Nên là mình nghĩ rằng đa số người chơi anh em sẽ sử dụng những cái con tướng mà các bạn ít sử dụng để đánh open field.
Ví dụ như kiểu là Ragnar này, rồi Khan này, rồi đó là Tommy Reed Edward, nó những con tướng mà anh em ít dùng ở đánh open field, thì các bạn có thể lắp cái skill của vị tướng đó vào tướng chính, sau đó mang tướng chính ra đồng. Và vừa vào cái map KVK này thì các bạn sẽ có ngay cái slot thứ hai, tức là các bạn có thể mang chiêu phụ thứ hai của những vị tướng khác để lắp luôn. Còn chiêu thứ ba, thứ tư thì sẽ mở khóa dần dần theo cái biên niên sử của cái vương quốc đã mất nha. Và việc lựa chọn các chỉ huy phụ có sẵn sẽ thay đổi khi bổ sung các chỉ huy mới và trong các mùa tiếp theo. Có nghĩa là trong lúc mà các bạn đang đánh KVK ấy, mà có tướng mới thì ở cái map KVK sau thì cái skill đó sẽ ngay tức bổ sung. Có nghĩa là những con tướng mới nhất giống kiểu như là Heraclius này là các bạn cũng có thể dùng được chiêu của những vị tướng đó luôn ở cái kỳ KVK Olin này. Nói chung là đây là một hệ thống mà mình nghĩ rằng là cực kỳ hay và rất là tiềm năng luôn. Và như mình đã nói, đó là những người chơi nào mà có nhiều tướng thì map này sẽ cực kỳ khỏe anh em. Còn những người chơi mà ít tướng, nó thì các bạn sẽ yếu. Nhưng mà anh em cũng đừng quên đó là những con tướng cam. Ví dụ các bạn mà có chiêu mà chỉ ở cấp 1 thôi thì chưa chắc rõ tốt bằng những con tướng tím mà có chiêu ở cấp 5 nha. Đó. Và để các bạn có thể trang bị được cái chiêu vào những cái ô này thì các bạn sẽ tốn một cái hệ thống điểm số mới nha anh em. Hệ thống điểm số này sẽ có tên là Warit nha mọi người. Mình cũng không biết là tiếng Việt thì game sẽ dịch ra như thế nào. Nhưng mà các bạn sẽ nhận được cái điểm này ở mỗi khi mà các bạn vào KVK. Nó sẽ sản xuất hàng giờ nha. Đây các bạn thể thấy này, cứ mỗi giờ các bạn sẽ nhận được 80 cái điểm ở Warit này. Tôi cũng không chắc là tiếng Việt dịch là cái gì nên mình cứ để im cái tiếng Anh đi. Và các bạn có thể dự trữ tối đa là 5.000 điểm. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể nhận được cái điểm này thông qua việc làm những cái nhiệm vụ thành lũy nha. Ở đây trên màn hình các bạn có thể thấy là những cái vị tướng mà các bạn đang dùng để làm chiêu phụ cho những con tướng khác ấy, thì các bạn không thể mang ra đồng được. Cái hệ thống này ấy, mình đánh giá là cực kỳ hay và cực kỳ bá đạo. Thậm chí nó còn hay hơn cả cái hệ thống bí vật mà mới ra mắt ở cái kỳ KVK mới gần nhất nha. Cái map KVK mới ra ấy, nó có hệ thống bí vật đổi chỉ số bộ kỵ cung ấy. Còn cái map này các bạn được mang hẳn 3 kỹ năng bổ trợ luôn. Như vậy ấy, các bạn có 5 đạo thì các bạn sẽ có tới thêm 15 chiêu phụ nha. Và các bạn có 7 đạo các bạn sẽ có tới là 7 x 3 là 21 chiêu phụ. Cực kỳ là bá đạo luôn anh em. Nên là cái map này ra cát dự đánh đồng sẽ rất là hay. Và đặc biệt đó là bạn nào có nhiều tướng thì cực kỳ mạnh luôn. Còn ông nào mà ít tướng thì phải chấp nhận dùng những chiêu của những con tướng tím, tướng lam và tướng xanh lá nha anh em. Và cuối cùng một cái điểm hay của cái map này nữa, đó là nó không có đại Ziggurat mà các bạn sẽ có một cái công trình Olin ở cái zone 7 sau khi bạn mở đèo 6 này. Và sau khi các bạn đã chiếm được cái công trình này thì các bạn có thể chọn để bắt đầu cái sự kiện vây hãm Olin nha anh em. Thì cái sự kiện này nó giống như kiểu thủ thành phố vậy. Các bạn sẽ có 3 cánh cửa ở góc trên này, góc dưới bên trái và góc trên bên phải. Và các bạn cần phải phòng thủ không cho những cái đội quân nước Anh tiến vào cái pháo đài Olin này. Và một cái điều đặc biệt của cái map này, đó là cái chế độ chơi này ấy, các bạn sẽ có nhiều loại binh chủng tấn công vào cái Olin. Và anh em phải lựa chọn những cái binh chủng hợp lý để khắc chế nha. Thì để bắt đầu sự kiện này, trước hết là các bạn phải cần chiếm được cái công trình ở Olin ở giữa map này. Sau đó những cái người chơi ở trong liên minh ấy, các bạn phải đưa đạo quân của các bạn vào trong cái khu vực cái pháo đài Olin này nha. Sau đó thì cái người R5 thì có thể chọn để bắt đầu cái sự kiện ở vây hãm Olin. Và trong quá trình chơi thì anh em cần phải phòng thủ thật là vững 3 cái cửa của cái map này để tránh cho quân địch phá được cổng và tiến vào trong cái pháo đài Olin nha. Và như mình đã nói rồi, đó là mỗi cái đạo quân trong cái chế độ vây hãm Olin này thì NPC nó sẽ có những kỹ năng phụ trợ nha. Trên màn hình anh em đang thấy đó là một kỹ năng phụ trợ của cái vòng tròn lửa của những con lính bao vây, nó gây sát thương rất là nhiều. Thì để có thể triệt hạ được những con lính này thì anh em cần phải sử dụng cái đội hình chữ V để bắn tầm xa để tiêu diệt nó. Đó, các bạn cần phải cắm cọc và bắn thì mới giết được nha, chứ còn nếu mà anh em mà đánh tầm gần mà lao vào thì cái vòng lửa đốt rất là đau, mình thấy đốt là cả 10.000 đam một lần cơ. Còn đối với những đạo quái mà nó cứ chăm chăm nó lao vào trong giữa như thế này thì anh em cần dùng những cái đạo open field để có thể chặn đường được nó. Và sau khi các bạn đã phòng thủ thành công cái pháo đài Olin này thì anh em sẽ nhận được cái phần thưởng của kỳ KVK này nhá. Mình cũng chưa biết là cái pháo đài này thì làm xong là gọi là chiếm được cái Olin và cuối cùng là các bạn sẽ nhận được phần thưởng cuối mùa. Thế thì những cái người chơi khác ví dụ mà muốn lật kèo KVK thì không biết là mình cũng kiểu chưa hình dung ra được là nó sẽ đánh như thế nào anh em. Ok anh em, và video này mình vừa sâu cũng như là lý giải cho anh em về cái hệ thống skill của cái map KVK mới Olin của tựa game Rise Kingdom nha. Nếu anh em không muốn bỏ lỡ những cái video chi tiết nhất về cái map KVK này khi chính thức ra mắt và Kingdom mình sẽ là một trong Kingdom đầu tiên chơi cái map này, thì anh em hãy ấn like đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh của Rise Kingdom Việt Nam. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye. Viết nên lịch sử của chính mình.